ngoài các đơn vị là mét, mét, ra thì cô đã giới thiệu với chúng ta đơn vị in này, đơn vị giọng và đơn vị năm ánh sáng. bây giờ cô kiểm tra lại một chút nhé. Một năm ánh sáng tương đương với độ dài là bao nhiêu? đã có các đáp án A, B, C, D. Thế thì bài này thì đơn giản là sẽ là kiểm tra lại việc trí nhớ của các con thôi, không cần phải tư duy gì hết. ta sẽ có ngay đáp án là 9.461 tỷ km. Chính vì thế mà trong các bài thi chúng ta cũng thấy như thế là có rất nhiều bài mà hỏi nguyên phần lý thuyết để chúng ta nhớ cho nên là yêu cầu chúng ta phải học rất kỹ lý thuyết. Chúng ta sẽ chọn đáp án D ngay. D 9461 tỷ km. Tương tự như thế, chúng ta sẽ có một bài tiếp theo. Bài này thì yêu cầu các con sẽ cần đến sự tư duy động não một chút. Trong số các thước dưới đây, thước nào là thích hợp để đo chiều dài và chiều dài này chính là sân trường em à, sân trường thì mình biết rồi rất là rộng và dài thước thẳng có giới hạn đo là một và độ chia nhỏ nhất là một giới hạn đo là 5 độ chia nhỏ nhất là 5 giới hạn đo là 150 và độ chia nhỏ nhất là một giới hạn đo là một và độ chia nhỏ nhất là một thế thì khi đối với những bài toán mà người ta yêu cầu mình tìm một thước có giới hạn đo cũng như độ chia nhỏ nhất thích hợp thì các con cần phải xác định xem là độ dài mình cần đo là giá trị như thế nào để chúng ta chọn cho phù hợp. Thế thì đối với tất cả các loại thước này thì chúng ta thấy là để đo chiều dài sân trường sẽ cần phải có một cái thước rất là dài. Chính vì thế mà 1 mét hoặc là 1,5 mét hoặc là 1 mét thì chúng ta không nên sử dụng. Và đối với loại bài toán này chúng ta sẽ chọn ngay được đáp án là B. Bài toán này chỉ lưu ý cho cô về giới hạn đo chúng ta sẽ đi đến tiếp ví dụ tiếp theo một bạn dùng thước đo độ dài có độ chia nhỏ nhất là một decimet để đo chiều dài lớp học chiều dài lớp học thì chúng ta cũng biết là cũng khá là dài trong các cách ghi kết quả dưới đây cách ghi nào là đúng đối với bài toán này người ta lại yêu cầu mình là đã có thước đo rồi đã có độ dài cần đo và sau khi đo thì mình sẽ có kết quả như thế nào? Chúng ta sẽ có các kết quả là 5 m, 50 dm, 500 cm và 50,0 dm. Em ta nhớ lại về phần lý thuyết mà cô đã hướng dẫn. Khi mà chúng ta ghi kết quả đo thì phần giá trị sẽ phải cùng với cả giá trị của thước. Ví dụ là cm, chúng ta cần phải ghi cm. Hoặc phần phía sau thì cần phải chia hết cho độ chia nhỏ nhất. Chính vì thế mà 5m này, 500cm 50, 5 m này, 500 cm và 50,5 à 50,0 chúng ta sẽ hoàn toàn loại bỏ đi bởi vì tất cả các giá trị này hai giá trị này thì không cùng đơn vị rồi. Giá trị này thì cũng là đơn vị về cm rồi. 0,0 đúng không nào? Cho nên chúng ta sẽ chọn ngay đáp án là B. Cố nhắc lại về phần ghi giá trị. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi đến ví dụ thứ 6. Chúng ta có bài ví dụ 6 tương tự như ví dụ 5 vừa rồi. Một thước đo độ dài có độ chia nhỏ nhất là 0,2. Hai phần đó là hai phần mà chúng ta nên chú tâm trong bài tập và chúng ta cần phải gạch chân nó. Độ chia nhỏ nhất là 0,2. Chúng ta gạch chân. Để đo độ dài cuốn sách giáo khoa vật lý, độ dài này cần đo là gì? Chính là cuốn sách giáo khoa vật lý. Và trong cách cái ghi dưới đây thì cách ghi nào là đúng? Chúng ta quan sát tất cả bốn đáp án thì chúng ta thấy là đơn vị mm là không phù hợp rồi. Chỉ còn ba đơn vị còn lại thôi. Thế thì hai đơn vị là 0,0 này thì đã ra hàng mili rồi, cho nên chúng ta sẽ không chọn nữa và chúng ta chỉ lựa chọn một trong hai đáp án B và C. Thế nhưng mà khi chúng ta đo thực tế bài này thì lại phải liên quan đến việc chúng ta đo thực tế nữa cho nên là bạn nào mà đang cầm uh, cuốn sách giáo khoa vật lý chắc chắn là khi theo dõi bài giảng này người ta đang cầm một cuốn sách giáo khoa vật lý trước mặt đúng không nào chúng ta sẽ tiến hành đo ngay và chúng ta sẽ được giá trị kết quả chính là 24cm kết quả này cùng giá trị với thước đo và hơn nữa 24 chia hết cho 0,2 đây là phần mà chúng ta sẽ phải lưu ý